Ơi, chính sao à. Gì? Chị ơi, chính sao à? Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em là nói trước thế gian. Thôi rồi, đi. Chỗ này để. Mà anh nào có tầm thế nào? Anh bắt anh quen luôn. Anh ơi em xin anh ơi. Con này này, mày xin đi thì bảo bố mẹ mày lên nhà tao xin. Bố mẹ mày cầm tiền chạy án lên đây xin, hiểu chưa? Anh ơi, muốn làm thế để cho em áp lực bây giờ để em điện về cho gia đình em để trả tiền anh thôi. Áp lực thế à? Áp lực của mày muốn làm thế à? Quang, mày muốn làm thế à? Bao nhiêu người con tao xin mày đấy, mày tha tao không? Lúc nào mày cũng bảo là mày muốn hành hạ tao. Anh xin em thôi, anh nặng em. Bây giờ ấy, tao lôi cổ mày lên công an. Chị tao đang đâu? Đang đâu? Đang đâu? Đây, xuống xuống. Ta đang đâu? Xuống đây anh ơi. Ta xuống ở đây à? Dạ vâng. Đưa ơi. Chị Đưa ơi. Đây cho mẹ. Đưa ơi. Đưa ơi. Đưa ơi. Chị sao không chị? Đưa ơi, chị sao? Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em là lối trước thế gian này. Chị, anh ơi, chị sao? Rồi em bình tĩnh. Anh xin gì? Của anh đều. Không sao. Thôi, hôm nay anh ở đây rồi. Sao đâu chị ạ? Thôi rồi, đi. Mày dám chị đây hả? Mày dám nấu chị Thư đây hả? Mày anh nào có tao thế à? Hả? Mày nghe tao thế à? Giúp bọn tao ở đây à? Hả? Bọn tao ở đây mà tao ăn uống kiểu gì? Hả? Cho má này nó nhốt thì kia hả? Mày nhốt thì tao đây à? Hả? Sao mày khôn nào? Ngồi xuống! Mày ngồi xuống! Rồi cái loại mà cứ mà trả giá hết thôi! Ôi Lý đi, anh cứu em rồi! Anh cứu em rồi, bây giờ có anh ở đây rồi, em không phải sợ nữa! Em bình tĩnh! Thôi! Em bình tĩnh! Bây giờ em không được khóc! Tất cả mọi người đang ở đây để mọi người cứu em rồi! Anh đã bắt được nó rồi, anh bắt nó trả giá, anh sẽ bắt nó đây công an. Em bình tĩnh thôi. Lín đi. Tôi không có thời mà đừng làm anh nữa. Lín đi. Bây giờ mày như nào? Hả? Mày đối xử vợ tao thế à? Mày hôn vợ tao thế à? Hả? Rồi anh ơi. Thôi bình tĩnh anh ơi. Ngồi ra. Tao thế à? Mày tao thế à? Mày ngồi dậy. Mày thấy mày khốn nạn chưa? Rồi anh xin em, chỉ vì năm bây giờ gia đình em là anh như thế anh mới làm thế với em. Mày xin cái gì? Trong khi tao xin mày ấy, mày tha tao không? Tao nói cho biết này, mày hành hạ vợ tao, mày nhốt vợ tao ở đây, vợ tao đúng kiểu gì? Hả? Vợ tao đúng kiểu gì? Mày xin cái gì hả? Vợ tao đây vợ tao đúng kiểu gì? Mày xin cái gì? Bây giờ anh muốn làm thế để cho em áp lực bây giờ để em điện về cho gia đình em để trả tiền anh thôi. Áp lực thế à? Áp lực của mày khốn nạn thế à? Quang, mày khốn nạn thế à? Bao nhiêu người con tao xin mày ấy, mày tha tao không? Lúc nào mày cũng bảo là mày muốn hành hạ tao. Anh xin em thưa anh nặng em. Bây giờ ấy, tao lôi cổ mày lên công an. Anh xin em thưa. Những gì mày làm với chị tao mày lên công an nhá. Anh xin em. Của tao được. Bây giờ em cho mày đang ngồi luôn. Cho mày lên công an luôn. Vậy em không phải lo vấn đề cả. Còn thằng này ấy, anh sẽ bắt nó lên công an để nó trả giá. Nhưng ở thời gian vừa qua ấy, nó hành hạ em những gì? Nó có cho em ăn không hay như nào? Nó không hề cho em ăn gì hết. Còn những hôm mà cho em cho nó lên công an là nó khai hết vậy thôi. Nó cơm không mà nó bắt em ăn. Nó hành hạ em. Anh có cho em uống vậy em đừng cho em. Lại cho em. Mày nhớ lại đi Quang à, những cái gì mày đối xử với tao ấy. Mày quên nhanh thế hả? Thằng con này mày tự cho tao ăn những cái gì? Mày bắt tao phải khổ như thế nào? Mày cho tao uống nước không? Hả? Hay là mày hành hạ tao như một con chó? Anh biết là anh sai nhưng mà bây giờ anh phải làm như thế để anh áp lực em để em điện về gia đình để mày bắt tao đi làm gái xong rồi mày bắt tao phải đi rất với chúng nó, bắt phải đi nhà nghỉ với chúng nó. Mày khốn nạn chưa? Hả Quang? Đáng đời chưa? Mình đáng đời chưa hả? Bây giờ chỉ vì là gia đình em nợ anh tiền như thế bây giờ anh mới làm thế với em chứ. Anh nào đâu muốn như vậy. Anh xin em. Tao đã xin mày bao nhiêu lần rồi, tao bảo là ấy, tiền năm nhà tao sẽ trả dần chứ không phải bằng cách mà mày hành hạ tao như thế. Bây giờ tao hỏi mày, mày nhốt vợ tao ở đây, vợ tao không ăn không uống thì vợ tao có sức không? Bây giờ em phải làm như thế bây giờ để dư bây giờ khổ bây giờ điện với gia đình để mới có tiền giả anh em chứ bây giờ em cho ăn cho uống đầy đủ chắc thì bây giờ cuộc sống bình thường Nhiều bố Tư lại tiền mày chứ Tư lại tiền mày à? Hả? Vâng, anh em xin anh. Hả? Mày xin rõ thế. Mày xin gì hả? Thế mày không để chị Tư ở cái chỗ nào nó sạch sẽ và nó khang trang ở chỗ này được à? Mà mày phải để nhốt chị Tư ở trong này. Bây giờ em không giúp không làm việc làm đàng hoàng, nhưng bây giờ không làm thì em mới phải giúp như thế này chứ em nào muốn như thế. Thế tao hỏi mày bây giờ mày ở trong đây được không? Mày chịu đựng được không? Mày có sống được không? Em cũng có đối xử tử tế nhưng mà bây giờ mày đối xử tử tế, mày đối xử tử tế là thế hả? Quên em có tạo công ăn việc làm cho Thư nhưng mà bây giờ Thư không làm để trả tiền em thì em mới phải làm như thế này để mà cho gia đình Thư ăn được mới trả tiền em anh ạ. Mày bảo cái gì mà tao không trả tiền mày, tao không chịu đi làm á. Tao bảo tao đi làm, tao bán hàng, tao làm giá ba, tao trả tiền mày, nhưng mà mày bắt tao đi làm gái thì đừng bao giờ bắt tao kiếm tiền. Thế tao hỏi mày vợ tao làm gì mày? Mà mày bắt vợ tao đi làm gái, mà trong khi đó nhá, vợ tao làm gì mày? Vợ tao có lợi tiền mày không? Hả? À, có lợi không? Bố của Thư lợ anh ạ. Bố của Thư lợ chứ mày là Thư lợ. Còn bố tao bảo bố tao sắp xếp trả tiền mày mà. Sao mày làm như thế? Bây giờ ông già rồi, không tiền, không đủ để về để nó làm trả lỡ em. Còn chị tao không thiếu việc mà làm trả tiền mày đâu. Ông mày bắt em chị tao làm việc đấy á. Mày bắt em Thư làm việc cho bẩn đấy à? Có nhá. Việc lành lặn thì chị Thư chị khác đi mà... Bây giờ đéo nói nhiều đó nữa. Bây giờ hãy đưa lên công an em ạ. Đưa lên công an luôn. Mày vào. Mày không xin rồi. Tao không có thứ mày đâu. Còn à bây giờ anh em mình cứu Tư về rồi, anh em cứu Tư về. Em không xin sợ. Còn đưa nó lên công an để công an giải quyết. Em xin anh. Mày xin gì? Anh không mời anh đó. Bây giờ có em cứ yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Tất cả mọi chuyện anh sẽ bảo vệ em. Tất cả mọi chuyện anh sẽ lo cho em. Ngồi xuống. Thời gian vừa qua em khổ đúng không? Ừ. Không không không. Em làm mồi nó chẳng ăn uống gì cả, làm mồi lúc này nó sợ thật. Anh ơi, còn chuyện tiền Long hay bây giờ như thế nào có gì anh em mình về nói chuyện với nhau, anh đừng đưa em lên công an anh kia đây. Bây giờ anh đưa em về để em chăm mọi người chăm sóc em, anh sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho em, anh sẽ bù đắp lại hết, em không phải lo, tất cả mọi thứ anh sẽ lo cho em, anh hứa. Tôi giờ về nhà, bây giờ đưa về nhà nhá. Còn là thằng này anh sẽ đưa ngoan, anh không bao giờ anh tha lỗi cho thằng này nữa, anh sẽ hứa luôn. Cú cổ về ló nó về rồi mày đứng dậy, vợ tao ở đây, vợ tao ở đây, tao ăn cái gì mày đứng đây đây mày nhìn đi, em biết này em sai thế, bây giờ có gì về nói chuyện lại xem anh em mình phương mày nó mày chói vợ tao ở đây, tao hỏi vợ tao là cái gì, vợ tao đâu cái gì hả? Mày không cho tao ăn, không cho vợ tao uống, thế tao hỏi mày vợ tao là cái gì ở đây, mày tao sống kiểu gì? Đêm hôm ở đây lạnh lẽo mưa gió các thứ, mày bắt vợ tao ở đây mà trong khi đó ấy bố mẹ mày thì ở nhà, bố mẹ mày ăn sung bằng sướng, vợ tao đây mà tao khổ cực à? Mày đối xử với người khác đấy à? Mày đối xử với con người như thế à? Mày cũng là một con người nhưng mày suy nghĩ nếu mà một con người, mày hiểu chưa? Mày sống ấy, mày phải giữ cái đức cho con cái của mày, hiểu chưa? Sau này ấy, mày có con có cái, mày ấy phải sống thế nào ấy để cho có đức, chứ mày sống như thế này ấy, mày nói mày ngồi vào, mày đi ngồi vào, mày để vợ tao đây là ăn cái gì? Ăn cái gì chưa? Em nhá, mày hả? Mày những gì mày hại tao chứ được không hả? Em không đâu của nó. Anh bắt nó quen luôn. Anh ơi em xin anh ơi. Con này, mày xin đi thì bảo bố mẹ mày lên nhà tao xin. Bố mẹ mày cầm tiền chạy án lên đây xin, hiểu chưa? Anh ơi bây giờ có gì em muốn nói chuyện với anh cứ bình tĩnh. Bây giờ chuyện tiền Long lạ lần như thế. Bây giờ nhà Thư là em hơn 2 tỷ như vậy, mấy em rút Thư như này thì có gì cứ về nhà nói chuyện với nhau xem cách xử lý chứ anh bây giờ anh đưa em công an bây giờ nó rách việc ra, em xin anh ơi em lại anh cứ bình tĩnh đi, anh về anh xem thằng này không nên tha cho nó anh ạ. Đưa lên công an luôn. Anh xin em đừng nặng nó lên công an luôn anh ạ. Xin mày làm với chị tao như thế nào? Anh biết thế là sai nhưng mà chỉ vì là bây giờ gia đình nhà em lỡ anh như thế anh mới áp được Thư như vậy để. Mày biết thế tại sao mày muốn làm? Thế bây giờ ý của mày như nào? Bây giờ em hả? Em muốn là bây giờ về anh em mình nói chuyện xem hướng giải quyết thế nào nó nhẹ nhàng nhất chứ em không muốn lên công an để bây giờ. Thế mày đối xử với vợ tao. Bây giờ mày xin lỗi là xong à? Em không phải là em xin lỗi là xong nữa, em bây giờ em muốn là về xem cách xử lý của anh như thế nào để nó hợp lý nhất anh ạ. Bây giờ đưa Thư về nhà để đưa Thư về ăn uống. Bíp đưa Thư về nhà để đưa Thư về nhà đi. Đưa Thư về nhà đi chẳng còn. Đang nghe ấm bơi Thư mặc. Rồi. Đưa Thư. Mai đưa cổ nó về nhà luôn để giải quyết. Tôi cổ về nhà rồi biết cứ cổ về nhà mình. Đổ về. Đi này. Lên xe. Đưa cho lên xe chở đèo về. Lên xe. Mặc áo mưa, mặc áo mưa không? Mặc lấy áo mưa, mặc áo mưa. Anh ơi bạn đi quạt xe đi. Đưa. Đây chơi mặc áo mưa vào tối nay. Ừ. Mặc áo mưa vào thưa. Lên. Anh ở đây rồi. Anh bảo vệ em rồi. Bây giờ em về đây rồi. Em thấy ngon đấy. Ừ, bạn không phải lo lắng đâu. Chị đừng lo lắng gì nữa kìa. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi. Không sao chị ạ. Bây giờ có anh trên đây rồi chị ạ. Sợ cái gì nữa? Sợ cái gì? Nó đi dọa Thư quá nhiều rồi đấy, bây giờ Thư ám ảnh rồi đấy. Ô bây giờ chị an toàn rồi chị ạ, chị đừng sợ nữa. Chắc chắn là mày đi dọa Thư quá nhiều, bây giờ vợ tao ám ảnh rồi hiểu. Em chỉ. Này mày đừng có nói đấy em chỉ. Mày đừng có nói đấy với tao. Lên. Này, vợ tao ơi đang sợ nhá, chắc chắn là mày đe dọa quá nhiều rồi nên vợ tao ám ảnh như thế. Mày lên xe. Vợ tao đi làm sao tao về. Lên xe. Mày lên xe. Về nhà ăn mà. Mày đi phi không? Ngồi im. Chở nó về. Đi ngồi im. Đi. Đi anh đi. Đưa về nhà mình. Đi về nhà mình. Vâng. Đi. Lên xe. Về nhà mình có dám đưa cái nhà này. Thằng khốn nạn thật.